Yên tâm đi. Nè, lại uống mau. Cảm ơn cha. Thêm nữa đi, thêm nữa đi. Cha đủ rồi. Ê, thêm chút nữa đây. Cha, lúc bình thường cha nói là uống rượu sẽ có hại cho cơ thể mà. Bây giờ cha bắt con uống rượu nữa. Hả? Tẩn gì à? Con đó nha. Bộ không nghe lời cha sao? Hôm nay là ngày sinh nhật của con. Uống thêm vài ly nữa, anh đầu có xào chứ. Dạ được. Con kính cha. Để con rót. Cha, hôm nay con phát hiện cha là một người thông tình đạt lý. Cha, sao cha không uống? Chưa có xài. Sao cha không uống nữa chứ? Hả? Cha nói gì? Không có gì, không có gì. Hôm nay là ngày sinh nhật 25 tuổi của con. Con có dự tính gì cho ngày mai hay không? Con hả? Gia đình của mình giàu có. Nếu như con không làm gì hết, ngồi ăn cả đời á, cũng chưa có hết tiền đó. Còn muốn con ra đời để mà kiếm tiền nữa hay sao? Con chỉ mong, chỉ mong sao cho cha mẹ sống lâu trăm tuổi, để con có thể hầu hạ bên cạnh cha mẹ. Ê, có được không? Con không thể nào giống ông nội con Tôn Võ, vì quốc lập tông hay sao? Con không muốn, con không muốn. Ông nội con là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, là tuyệt thế nhân tài mà. Huống chi cha coi, con bây giờ muốn gió được gió, muốn mưa thì được mưa. Còn nữa, muốn đùi gà thì có đùi gà. Tẩn gì, tẩn dây. Sao, đã nói gì với nó chưa? Hay là cái tánh của nó vậy? Những lời nói của tôi sao nó chịu nghe? Mong rằng khi nó tỉnh dậy thì nó đừng có trách chúng ta. Bỏ lên. Làm đi, làm đi, bỏ lên, làm đi, bỏ lên. Vâng. Chờ chút. Làm đi. Làm nhanh lên. Mau lên. Qua đi. Cộng thiếu gia mau lên. Mau lên. Mau lên đi. Thiếu gia. Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy? Đây là trại quân. Trại quân? Phải, lão gia muốn công tử sau này thành người, nhưng mà công tử lại không thích làm quan, cho nên nếu có bỏ tiền ra mua chức quan thì cũng vô dụng thôi mà. Cho nên lão gia đưa công tử tới đây để mà làm lại từ đầu đó. Phu nhân cũng biết là huynh không có chịu khổ được, cho nên đã mua chức vị nhỏ cho huynh làm. Ông trời, tại sao phải đày đọa tôi vậy? Đâu phải một mình công tử, cả hai chúng tôi cũng phải đi lính và chịu khổ chung đó. Vậy là ngươi trách ta hả? Trách ta liên lụy hai ngươi à? Thiếu gia, số tụi mình khổ thiệt á. Đã tỉnh rồi hả? Ngươi là ai? Ta là phó soái của trại này, tên là Châu Dũng. Hạ hầu tướng quân muốn gặp huynh. Rửa mặt xong qua liền nha. Tôi và cha của cậu quen biết nhiều năm, bây giờ ổng giao phó cậu cho tôi. Tôi đối với cậu rất là nghiêm khắc, mong là sau này cậu sẽ được thành tài. Là bá yên tâm, cháu nhất định nghe lời. Ê, ở đây là trại lính, về sau gọi tôi là hào tướng quân đi. Dạ. Tôn tử binh pháp, hoài trấn xa trường, tấn khả công, thối khả thủ. Rất tiếc là tôi không có duyên để được đọc. Cậu có thể cho tôi coi qua hay không vậy? Tướng quân muốn coi hả? Nhưng mà cháu không mang theo. Đáng tiếc, thiệt là đáng tiếc. Không đáng tiếc đâu, lúc cháu lên 4 tuổi thì cha của cháu dạy cháu học thuộc lòng rồi. Vậy con không ngại để ta ghi lại chứ? Cháu không ngại đâu. Ở trong làng của cháu những đứa trẻ đã đem cái bài đó hát thành bài ca đó.
Tôn tử binh pháp là phải đối phó nhất thời, không thể ghi nhớ. Nếu không thì tôn tử binh pháp sẽ bị hư hại đi cái tinh túy của nó. Đạo giả lệnh dân chi thượng đồng ý giả, cố khả dự chi tử dự chi sanh, dân bất quý cố, hiệu chi dĩ kế, giữ sách kỳ tình. Vũ thục hữu đạo, tướng thục hữu năng, thiên địa thục đắc, tướng sảnh ngô kế, dụng chi tất thắng, chi tướng bất sảnh ngô. Kế dụng chi tất bại, kế lợi ưu thính nải, di chi tôn dị tác, kỳ ngoại binh giả luận, đạo giả cố năng nhi, thị chi bất năng dụng, nhi thị chi bất dụng, cận nhi thị chi diễn. Thiếu nhà, mình nhất định phải ở lại đây sao? Mình tới đây mấy hôm rồi mà chưa được đi chơi. Nếu mà đi chơi không vui thì mình trốn đi cũng chưa muộn. Thiệt là... Tiểu thư hay quá. Hay quá. Tiểu thư bắn hay quá. Thiếu gia nói đúng đó. Các ngươi lại. Ở đây là trại quân lính, cấm không cho người ngoài xâm nhập. Thất lễ, tại hạ Tôn Tẩn, là tướng quân ở đây. Còn tôi là Tiên Phong Tiểu Há, người hậu của Tôn tướng quân. Cái gì Tôn Tẩn Tiểu Há? Tất cả chỉ là vô danh tiểu tốt. Thiếu gia của chúng tôi mà cô không biết sao? Anh có tiếng là đời binh pháp của nước cô, là đời đệ ngũ của con cháu Tôn Võ lão gia. Quê, Tiểu Há, tuy là ngươi nói đúng, nhưng mà thường ngày ta dạy ngươi phải biết lễ phép khiêm nhượng, không lẽ ngươi đã quên sao? Thì ra là những kẻ khốn nạn đem cái dư âm của tổ tiên mình. Cô! Ê, Tiểu Há, chẳng hay quý danh cô nương. Hở hầu Nạp Lan. Thì ra Nạp Lan cô nương. Lúc nãy vô lễ với cô, tôi lén nhìn cô bắn cung, quả nhiên là bách phát bách trúng. Nhưng mà trái dưa hấu đứng yên một chỗ, muốn bắn trúng thì dễ thôi. Ý của công tử là muốn khiêu chiến với tao phải không? Khiêu chiến với cô đâu có gì khó, nếu như cô bắn trúng trái dừa trên tay tôi. Được. Có bản lĩnh cứ việc đổ theo. Lắc qua lắc lại hoài à, làm sao bắn được? Thiếu gia, sao không kiếm con ngựa để tập đi? Hay à, ngựa giả ta bắn còn không trúng, huống chi ngựa thật. Ê, coi chừng té. Thật ra hôm nay thiếu gia đâu có bị thua, tại sao làm vậy chứ? Người ta con gái còn làm được, đàn ông đại trượng phu mà làm không được đó hả? Còn mặt mũi gì nữa? Thiếu gia. Nói thiệt nha, ngồi trên lưng ngựa bắn dưa hấu không phải là chuyện dễ đâu. Thiếu gia, đừng có miễn cưỡng có được không? Đúng, đừng miễn cưỡng nữa. Ý của chúng tôi là đừng có miễn cưỡng chúng tôi đó mà. Sao người nói nhiều quá vậy? Còn nói nữa hả? Bắn người đó. Bắn người đó. Bắn đầu người nè. Bắn người đó. Bắn người đó. Bắn người á. Bắn đầu người. Bắn đầu người. Bắn người nè. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Mau lên.
Mọi người hãy qua đây, nghỉ một chút uống nước. Mau qua đây, mau qua đây uống nước đi. Mọi người hãy mau qua đây uống nước. Nhờ, cầm lấy. Tôi nữa. Nhờ uống đi hả? Tôi nữa. Nhờ, cảm ơn. Nhờ cái này của anh. Cảm ơn. Nhờ. Đi. À, cảm ơn. Nhờ. Tôi nữa. Cảm ơn. Người uống đi. Người đã mệt rồi, uống đi. Cảm ơn. Các vị từ từ uống nha. À, được. Cửu mẫu, con đem nước ra cho mọi người uống hả? Dạ đúng, trời nóng như vậy, nếu mà không có nước uống thì mọi người sẽ bị xỉu. Tế đàn của cửu mẫu đã được xây cất rất là thuận lợi, đã cất được rất là cao. Cháu nghĩ năm tới giờ này nhất định sẽ được hoàn tất. Phải, cảm ơn cha của cháu. Cháu coi đã có rất nhiều người giúp đỡ xây cất. Sự dạy dỗ của cửu mẫu là đồng loại, không có phân chia. Con bé này trí nhớ của nó cũng tốt đó chứ. Vậy cửu mẫu nói cháu có trí tuệ rồi. Cháu Quyền à. Ông nội, cháu không có khác đâu, ông nội uống nhiều chút đi. Làm gì đó, về chỗ uống nước và làm việc đi. Đứng lại. Ngươi đang cầm gì đó? Không có gì. Sao đây? Muốn lấy lòng của hạ hầu tiểu thư hả? Ngươi tưởng rằng nịnh bợ con gái của tướng quân thì khỏi làm nô lệ hay sao? Đừng có nằm mơ nữa. Đi làm việc bưng đá của ngươi đi. Trước khi trời tối chưa làm xong thì đừng ăn cơm. Đi. Còn bò đó làm gì? Tối nay các ngươi đã gặp hên rồi hả? Coi con nhỏ này có phải đẹp hơn cô lần trước hay không hả? Nếu như muốn hưởng thụ thì phải siêng năng làm việc. Bàn quyền là của ngươi đó, qua đây. Không nhiều. Tôi không cần. Sao, không vừa lòng hả? Không. Tướng quân thưởng cho nô lệ thì rất là mừng rồi, đâu có dám chạy bài chứ. Cảm ơn tướng quân đi con. Bàn quyền, ngươi thật là phách lối ha. Ông hiểu làm rồi. Chúng tôi học không có được nhiều, không biết gì lễ phép, mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Lẹ lên đi. Lẹ lên đi, đừng làm cho cha khó lòng mà. Đi đi. Đi mau đi, lẹ lên. Khoan đã, không phải trong đó, mà là ở tại đây. Ông cố tình muốn chơi tôi. Ngươi là con chó của ta mà, chủ nhân kêu ngươi làm sao thì ngươi phải làm vậy. Tướng quân, anh xin tha cho nó đi hả? Chó nô lệ, ngươi dám giỡn mặt với ta hả? Xin tha cho nó đi. Có sao không vậy? Không sao. Chúng mình cần xuyên qua khu rừng này, vượt qua trái núi này. Tới được chỗ này rồi thì chúng ta sẽ được an toàn. Bây giờ chúng ta hãy về nghỉ ngơi. Và trước khi trời sáng chúng mình sẽ xuất phát. Các người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Tất cả về nghỉ đi. Quyền à, con đi quá gấp đi. Cái bánh mì hấp này á, con để dành ăn trên đường đi. Ông nội, con không cần. Nội hãy đi lấy đây mà ăn. Nội à, hay là nội đi cùng với chúng con đi. Tuổi của ông đã lớn rồi, đi không nổi nữa. Ông sợ là liên lụy tới các cháu.
Sau khi cháu đi rồi, Châu Dũng sẽ đối phó với các người. Yên tâm đi, chỉ cần con trốn thoát được khỏi đây thì ông nội yên tâm lắm rồi. Nội à, từ ngày cháu lọt lòng, mẹ của cháu chưa cho ông nội được hưởng ngày nào sung sướng. Bây giờ cháu lại phải đi rồi, lại để cho ông nội sợ hãi lo âu. Cháu thật là có lỗi. Nếu trường hợp đại nghĩa cho về nhà thì đại đừng có đi. Đại có biết không, cái thằng khốn nạn Châu Dũng đó, khi nó vào cái trại này rồi á, thì không có người nô lệ nào thoát khỏi tay của nó. Nếu đại bị nó bắt rồi, chắc chắn là nó sẽ giết đại ngay. Vĩnh Nhi, con đừng có hù đại con nữa. Quyền Nhi, nếu lần này con thoát khỏi á thì rất là tốt. Nếu chạy không thoát thì con đừng có nên mạo hiểm quá. Con đi tới đâu thì chỉ cần chỗ ở và hai bữa ăn. Chúng mình ở đây ít nhất cũng được ăn ở, không đến nỗi phải chết đói. Con không có sợ. Con chỉ cần trốn khỏi chỗ này, dù sao đi nữa con cũng không hối hận. Con trốn khỏi được chỗ này, ít nhất cũng được sống tự do, được sự tôn trọng của mọi người. Tại vì số của con không có được tốt, khi sinh ra là đã chủ định nô lệ chung thân rồi. Không, ông nội đã từng nói với con, khi con sinh ra đây là một ngôi sao tốt, tương lai của con nhất định là phải quá thế kỳ tài. Hay, đó là ông nội dỗ dành con thôi. Biết bao nhiêu người cũng ngày sanh với con chứ. Thôi con đừng có cố chấp nữa. Những gì đó con không muốn biết. Con không muốn ở lại đây nữa. Từ lúc con biết chuyện, sự diễn sinh này để theo con trưởng thành, con không muốn tới đại sau này cũng bị người ta xin như vậy. Con nhất định phải trốn. Nội à, nội phải tự bảo trọng lấy mình. Chà, anh hai, khi hai người phải chăm sóc kỹ cho ông nội. Con yên tâm đi, cha đây sẽ săn sóc cho ông nội mà. Con yên tâm đi nha. Thiếu gia, tụi con kia rồi, mau lên. Ai à? Mình đi. Thiếu gia. Tụi nói gì? Châu tướng quân, anh giỏi thiệt đó, trong thời gian ngắn thôi đã bắt hết tất cả nô lệ
Khâm phục, khâm phục. Tôn tướng quân, nếu chờ tướng quân thức dậy thì họ đã chạy hết rồi. Nếu như mà lần sau có những cơ hội đó, anh nhớ để dành cho tôi nha. Đi. Nếu biết trước vậy, ở lại trại ngủ còn sướng hơn, không cần bôn ba lao lực vậy. Lại đừng sợ, anh có thể lặn xuống nước được lâu vậy à? Anh muốn gì? Không muốn gì hết, chỉ muốn cùng thi với anh. Quê, nếu như anh không chịu thi tôi giết anh đó. Nhanh lên. Xem thử coi. Tôi đằng kia xem thử coi. Tôi mới từ bên đó qua, đừng qua nữa. Mấy anh qua bên kia đi. Dạ. Đi. Đi. Sao còn chưa ra vậy? Bọn họ đi hết rồi. Anh có thể lặn ở dưới nước lâu vậy, nhưng mà có một ngày nào đó tôi nhất định thắng anh. Ê, anh là ân nhân cứu mạng của tôi còn chưa cảm ơn. Anh bỏ đi vậy sao? Quê, quê, nếu như anh muốn chạy, tôi sẽ báo với Hạ Hầu tướng quân. Anh theo tôi về đi. Nói đi nói lại, anh chỉ muốn bắt tôi thôi. Ê, không phải đâu. Nếu như hôm nay anh không cứu tôi thì tôi bắt anh về. Nhưng mà bây giờ tôi mời anh về, ý nghĩa khác nhau. Thôi được, nếu có bản lãnh thì bắt tôi đi. Quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế Quyền Nhi vậy? Không biết nó có trốn được hay không. Đồ cái thứ vô dụng, vậy mà chịu không nổi sao? Để coi các người còn dám trốn không. Yên tâm đi, Chảo Quyền sẽ có quý nhân giúp đỡ mà. Dạ. Tôi đã nói trong đám này thiếu một người. Tôi nghĩ là hắn ta đã té núi chết rồi chứ. Châu tướng quân, tôi nghĩ bình thường anh quản lý quá nghiêm khắc cho nên mọi người mới chạy trốn. Tôi nói vậy có đúng không? Ở đây không có chuyện của người, đi. Tên đại ca không dễ đâu, sau này phải tự mình cẩn thận. Đi. Được, tôi đi. Người đâu? Cột nó lại. Trốn hả? Trốn đi. Còn sau này ngươi dám trốn nữa không? Mày không nghĩ chúng tôi là người. Chỉ có một cách là mày hãy giết chết tao đi. Người nói đúng, người đâu có phải là người. Các người là quái thai, là heo là chó, còn tệ hơn chó nữa. Chầu tướng quân à, tha mạng cho nó đi. Mày yên đó, nếu không hả, đánh luôn mày đi nha. Mày yên. Tướng quân, đánh nữa là nó chết đó. Cho nó chết đi. Đồ nô lệ, phơi nắng một ngày, không được ăn cơm. Dạ. Phải coi chừng hắn. Dạ. Đi. Chịu khó, chịu khó nha. À, đúng rồi, đúng rồi. Chịu khó nha, chịu khó nha. Hả? Giang lên. Chịu dạ. Làm lại một lần nữa, còn nửa cây nhang mới xong mà. Giang chịu khó một chút. Hai đứa bay thiệt vô dụng à. Không có ai dưới nước mà thở được chứ. Có thiệt đó, ngày hôm nay ta bắt được một thằng nó làm được mà. Tôi làm không có được, ngầm gần muốn chết luôn rồi. Làm lại lần nữa. Thôi đừng. Ta không phải kêu tụi bay, tự mình ta thử lấy. Hay. Nhớ nha, nếu cây nhang chưa hết, đừng kêu ta dậy. Được. Thiếu gia, hai cây nhang cũng được mà. Phải. Bắt đầu. Đừng. Muốn ta chết sao? Chết lên. Lên đi. Đến nào mà cũng cười tôi. Tôi không phục. Sẽ có một ngày nào đó tất cả mọi người sẽ biết tôi và Quyên là ai. Tôi và Quyên là Dương. Tôi là Thế Thượng Dương. Tiểu thư, cô là người tỉnh rồi, có phải ta làm cho ngươi đau không?
Nè, uống nước trước đi. Lần sau đừng có trốn nữa. Nếu còn như vậy, Châu Dũng sẽ đánh chết người đó. Hắn ra tay thiệt tàn nhẫn. Tôi chịu đựng được. Tiểu thơ, cho tướng quân tới rồi. Hắn tới thì sao? Tôi không sợ hắn đâu. Hà tiểu thơ, cô làm gì vậy? Nói chứ là tên nô lệ. Nô lệ cũng là con người. Người đánh người ta như vậy thiệt quá đáng. Ai kêu nó chạy trốn? Giờ người đã trừng phạt hắn rồi, có thể thả hắn ra được rồi chứ. Thứ gì? Không được. Hạ hầu tiểu thư, hắn ta đã phạm tội thì phải chịu bị phạt. Đó là quân lệnh. Thả hắn ra. Cha của cô là hạ hầu tướng quân, đã trao quyền quản lý chỗ này cho tôi. Thả hay không, đó là quyền của tôi. Tôi nói không được thả thì không được thả. Ta tưởng là người đã kiếm được chỗ dựa thần chứ. Kính ái mẫu thân đại nhân, kể từ ngày con rời nhà ra đi mới biết rằng sự êm ấm của gia đình. Con ở đây giống như là ở trong ngục tù, ăn không ngon, ngủ không yên. Ê thiếu gia, đọc chậm chút đi. Thiếu đi trân châu hải vị, chỉ có rau xanh và cải mặn thôi. Có khi có cải trắng, cải non, cà rốt, vân vân. Thân thể con thì mỗi ngày một yếu đi. Có khi tưởng nhớ cha mẹ và mong được tiếp tế. Thành ra trong thư này con đã nói rõ hết, để cha mẹ khỏi nhớ nhung. Quê, viết xong chưa? Ê, mới vừa viết xong thôi. Thiếu gia, cần đọc lại không? Không cần. Tiểu Hà, quay đầu lại. Thiếu gia định làm gì? Quay lại đi. Chuyện gì chứ? Ngồi yên, ngồi yên. Hả? Ê, được rồi. Ê, tóc của tôi mà. Sao cắt tóc của tôi chứ? Nếu như mình không gửi tóc về thì mẹ của ta làm sao tin? Thiếu gia, Châu Dũng đã hành hạ người nô lệ mà hôm đó thiếu gia đã bắt được đó. Bắt anh ta phơi nắng 2 ngày rồi. Hả? Thiệt vậy à? Bàng Nguyên, cởi trói. Bàng Nguyên. Tôn Tẩn, ngươi muốn làm gì? Tại sao hành hạ ảnh? Ngươi làm sai lượt còn hỏi lại ta. Nhưng mà hắn do ta bắt về mà. Dừng tay. Vì tên nô lệ mình đánh nhau còn ra thể thống gì? Đại nhân, cái tên nô lệ chó này hắn ta muốn trốn. Tôi biết rồi. Nạp Lan đã nói hết cho tôi nghe. Tuy là hắn phạm tội, nhưng mà trừng phạt đủ rồi. Một con chim nuôi trong lòng đã lâu cũng phải muốn bay chứ, huống chi con người. Hắn đã lạm dụng tư hình. Tôi làm vậy để răn đe bọn họ. Hạ hầu tướng quân không giống như ngươi đâu. Ngươi tàn bạo lộng quyền. Chờ, thả anh ra đi. Không được thả. Ngươi thì không thả hả? Trong mắt ngươi có hạ hầu tướng quân không? Thôi được rồi, đừng có ồn nữa. Ngươi là vô cùng bắt về. Về sau tù phạm này còn quản lý đi. Xảy ra chuyện gì ta trừng phạt thẳng tay. Đại nhân, làm như vậy dễ cho hắn. Ê, làm việc lớn đừng có nhỏ nhặt như vậy. Giao cho nó đi. Cháu đã chịu chưa hả? Cháu xin tuân lệnh. Từ nay trở đi, mọi người sẽ được làm mã phu ở đây. Nếu như mọi người không phạm lỗi, tôi bảo đảm Châu Dũng không dám làm hại các người. Nhưng mà tôi rất ghét những người dơ bẩn. Đại Há, Tiểu Há. Dạ. Hãy cạo sạch râu của hắn. Dạ. Dạ. Wow. Nếu như con cần gì thì viết thư về cho mẹ. Mẹ sẽ xếp đặt cho người mang tới cho con. Mẹ của con. Mẹ của tôi thương tôi quá. Nếu như việc trong máu này của tôi thì tốt biết bao nhiêu ha. Phải. Các người thích hả? Cứ việc lấy. Thiệt hả? Từ nay về sau chúng ta có phước cùng hưởng, có quả cùng mang. Vậy cảm ơn tôn quân. Đừng khách sáo. Còn nữa, tất cả châu báu đem ra phân phát cho mỗi người một phần. Dạ. Tôn quân. Đại Há. Hả? Viết thêm bức thư nữa. Kỳ này phải viết thiệt thảm thương và cảm động hơn.
và phải cắt nhiều tóc hơn nữa. Hả? Phải cắt tóc của tôi nữa sao? Tóc sẽ mọc lại mau mà. Nhỏ mọn quá vậy? Thiếu gia à, bây giờ mình có vàng bạc cho báo nhiều quá rồi, nhưng mà không biết đi đâu chơi. Phải, có tiền mà không biết đi đâu chơi. Muốn đi chơi hả? Dễ thôi. Nè. Không được. Được. Được, vui lắm đó. Thiếu gia, bây giờ sao? Cứu mạng, lửa cháy rồi. La lên, la lên. Cứu mạng đi, cứu mạng, lửa cháy rồi. Cứu mạng đi, cứu mạng. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Dạ. Tân Quân, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi còn không biết nữa. Hả? Mau đi cứu lửa, còn đứng đây làm gì? Mau đi, mau đi. Dạ, dạ. Mau lên, mau lên. Chồng Tân Quân, xảy ra chuyện gì vậy? Ủa, sao anh nông nổi này, hả? Áo giáp của anh đâu? Ê, trong trại có tiếng la lớn, xảy ra. Trai hả? Trai hả? Đâm mày nè, đâm mày nè, đâm mày nè. Con trai hả? Nè, trai hả? Đây nè, chết nè. Tiểu thơ à, cá vừa thúi vừa tanh, hay là tôi bắt hai con thỏ rừng về cho cô được không? Hôm nay tôi rất là muốn ăn cá. Nếu mà hôm nay ngươi không bắt được 10 con hay là 8 con thì đừng có hòng lên bờ.
Hơi, thật ra bắt cá đâu có gì khó. Thiếu gia coi nè, cá bự ghê chưa? Wow, lớn thiệt. Ha, người cũng có nữa hả? Ấy, thiếu gia hả? Huynh không bắt được con nào sao? Ha, thiếu gia vẫn là thiếu gia mà, mấy cái việc nặng này đâu có làm được đâu. Thiếu gia, nếu như thiếu gia mà ngâm mình dưới nước 2 giờ nữa đó, cái chân của huynh sẽ bị hư luôn đó. Bậy đi, bậy đi. Ây da, ây da, ây, cá ngon quá, cá ngon quá, ây, cá ngon quá, cá tươi quá. Bộ nước tè tội ghèn dám xâm nhập nước yên của ta. Vậy sao? Chúng tôi đã vào quốc giới của người rồi à? Đại nhân chắc không trách tiểu nhân chứ hả? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ha, đại nhân để trong bụng làm gì? Người dám cố tình tới gây sự hả? Ta chỉ là một tiểu tướng quân của Tây Quốc, không thích đánh giặc đâu. Ai cũng đều hưởng bổng lộc triều đình mà, cần gì phải nghiêm túc vậy? Hay là chúng ta ăn cá nha. Con cá này tặng cho ngươi. Hey! Giết! 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 Chạy mau! Đường theo! Đường theo! Đường theo! Đường theo mau! Ngân, Ngân, thiếu gia, họ còn đuổi theo mình kìa. Nếu mà chúng ta bị họ bắt thì nguy. Đừng có hòng bắt được ta. Bây giờ thì chúng ta cùng cởi chung ngựa, kiếm chỗ trốn đi. Tiểu Hóa, người hãy xóa hết các dấu chân. Dạ. Đi. Dạ. Đường theo. Đường theo. Đường theo. Hey. Mở đường theo. Tuy rằng đã trốn được tụi nó, nhưng mà đã bị chúng nó rượt một trận thật là mất vui. Còn nói hả? Họ đông người mà, chúng ta thoát được là may lắm rồi. Thiếu gia ha. Ta tôn tửng không bao giờ đánh giặc về vốn đâu. Được, ta sẽ ăn cắp cho mà coi. Ăn cắp sao? Ăn cắp đồ trong trại, lấy cho đủ vốn, lẫn lời. Hay quá. Hay cái gì, cô không được đi. Tại sao ta lại không được đi? Lỡ như có xảy ra chuyện gì, tôi làm sao giao phó cho cha cô. Có gì phải sợ. Ê, các người hãy ở lại với nó, chúng ta đi sớm về sớm. Tiểu thư à, nguy hiểm lắm đó. Nguy hiểm mới vui chứ. Đi, mau, đi, đi. Quay, 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 quay. Đại Hà, Tiểu Hà, qua bên kia đốt lửa gây sự với bọn nó. Dạ. Còn ta đi ăn cắp. Dạ, dạ. Ê, còn ta. Cô ở đây. Không được, ta cũng đi. Thôi được rồi, đi. Bên kia nổi lửa, qua coi xảy ra chuyện gì. Ôi, mau lên, mau lên, qua cứu lửa, mau lên, qua cứu lửa, mau lên, cứu lửa. Cái gì? Cái người đi cướp chạy quần yên? Phải. Chuyện này mình chỉ mất vài con ngựa, nhưng mà chúng ta lấy lại rất nhiều ngựa. Còn cướp được rất là nhiều xe lương thực nữa. Con cũng có đi. Hạ hầu tướng quân, tôn tẩn thường phạm quân pháp thì phải nghiêm phạt.
và phải đánh trước 50 đòn, và sau đó trừ đi một nửa lương thực để mà nghiêm trị những người khác. Tại sao? Từ người đã dẫn quân đi xâm phạm biên giới, nếu như Yến Quốc qua đây hỏi tội thì tội chết của người nhất định là không thể tha được. Nơi đó vốn là nơi yên tề giao giới, chưa biết ai là kẻ xâm phạm. Nếu như người muốn hỏi tội thì kiếm bọn chúng hỏi đi. Tướng quân, chuyện này nếu nhẹ thì ảnh hưởng tới sự ban giao của hai nước và để lại nguồn gốc tai họa giữa Yến và Tề, còn nặng thì đụng tới chiến loạn và làm cho bá tánh không có những ngày yên ổn. Nếu tướng quân không chịu giáng tội, thuộc hạ e là kỷ luật của quân pháp từ nay khó mà trừng trị những người không phục. Chúng tôi đã đánh thắng trận trở về, trong quân đội có người nào mà không vui? Ai là kẻ không phục? Ta thấy người không phục chính là người. Cha, lần này lập công cũng có phần của con. Nếu như cha muốn giáng tội, vậy cha cứ trừng phạt con trước đi. Ê dạ, thôi được, chuyện này á bỏ qua đi, về sau phải suy nghĩ cho chín chắn nha, biết chưa? Cảm ơn tướng quân. Tướng quân, nếu tướng quân không trách thì tối nay thuộc hạ sẽ mở tiệc để khao binh lính. Nếu tối nay người rảnh cứ tới nha. Ê, thiếu gia, sao hả? Sao rồi thiếu gia? Đúng như ta dự đoán, hồi nãy cái mặt Châu Dũng vừa đen vừa xanh, thiệt buồn cười quá. Tất cả đều mở rồi, tối nay ta sẽ mở tiệc, mời các người uống rượu. Hay. Nhất định mời Châu Dũng tới. Tại sao vậy? Thì để chọc hắn. Coi thử người chạy đi đâu hả? Ê, thiếu gia đừng có chơi trò này nữa. Chạy đi đâu hả? Cười quá. Con muốn đâu? Được. Còn chạy đi đâu hả? Thiếu gia, tôi muốn chơi nữa đâu. Sao lại không muốn chơi nữa hả? Cấm nhìn ta nha. Sao người không ra vui chơi đi? Coi nào, tay tôi đã bị thương rồi. Được coi, bị thương ngoài da thôi. Mọi người đang vui chơi kìa, ráng nhịn chút đi. Người muốn chơi cái gì? Chơi trò mà thiếu gia giỏi nhất đó. Trò nào ta cũng giỏi, người nói trò nào. Ném xúc sắc. Ném xúc sắc, bộ người thua chưa đủ sao? Được, vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị nha hả? Hay lắm, thiếu gia. Bàn quyến. Tôn thiếu gia. Mọi người đều mở rồi, nè uống đi. Cảm ơn tướng quân. Ngươi làm gì ở đây thấy sao hả? Nếu sau này có cơ hội, ta nhất định đề cử ngươi với hạ hầu tướng quân. Không cần đâu, tôi làm việc ở đây cũng tốt lắm rồi. Cảm ơn anh, nếu không có việc gì tôi xin đi trước nha. Ê, gấp gáp gì, tối hôm nay ta mở hội ăn mừng, ở lại ăn chút đồ đi. Thôi được rồi, tôi thật là không đói mà, tôi đi nha. Quay, thiếu gia. Đạp cô nương hôm nay giúp chúng ta rất là nhiều việc, sao huynh không mời cô đến? Cô không đến sao? Theo tôi nghĩ thì cô đến rồi. Còn không đi kêu cổ, mau lên. Dạ. Tôn thiếu gia, bỗng nhiên tôi nghĩ là tối hôm nay các anh chơi vui quá, tôi muốn ở lại đây. Tốt, tới đây, có nhiều đồ ăn ngon lắm. Vậy có nghĩa là gì đây? Yến tiệc đã bắt đầu rồi, bây giờ mới mời ta. Thiếu gia của tôi tưởng là tự mình cô tới mà. Thiếu gia của người, hắn thiệt là vô lý mà. Nếu như hắn có thành ý, thì tại sao hắn lại không chịu tới đây để mời ta? Nè, coi cho rõ. Nè, chuẩn bị đặt. Thiếu gia. Cô muốn ta mời cổ? Kêu cổ đừng nằm mơ, tránh ra. Chờ tiếp nha. Đổ nha. Tiểu thơ hả?
Thế nào? Sao hả? Tôn Tận chỉ biết ăn uống vui đùa, không có ý ở lại đây. Nếu ảnh không tới mời, mình tự đi trước. Ây da, vậy sẽ mất đi thân phận của người con gái. Tên Tôn Tận thì đáng chết, sẽ bị ngạm dao xuyên tâm. Đừng sợ, tôi là Tôn Tận nè. Tại sao ngươi lại tới đây? Ha, cố tình tới mời cô đó, đừng có giận mà. Nè, ngửi đi, thơm lắm. Đi ra, ngươi để xâm nhập vào phòng con gái. Ngươi có biết nam nữ tôi thọ bất thân không? Anh biết là anh có lỗi, cho nên cố tình tới đây xin lỗi em đó. Nè, bây giờ muốn đánh muốn chém tùy em đi. Bữa tiệc hôm nay đã tan rồi đó mà, anh còn tới đây để mời em làm gì? Chưa tan đâu, nếu không có em thì bữa tiệc không thể bắt đầu. Hơn nữa, kẻ lập công lớn là em mà. Anh thật lòng tới mời em đó hả? Người đã có mặt đây rồi, em nói coi có thành ý hay không. Ê, còn một việc à, em có thể cho anh mượn chút đỉnh tiền hay không? Chi vậy? Lúc nãy anh lỡ thua hết cho bọn lính rồi, nhưng mà anh hứa trả lại sớm cho em. Nè, coi kỹ nha. Tránh ra. Ê, tôi mang tiền tới trả cho các người. Của tôi. Ê, khoan đã, thêm phần cũng không được lấy. Nè, nợ cũ trả xong, chúng ta tiếp tục chơi nha. Tiếp. Rồi, đây, đặt nha. Đặt vô. Đặt lớn, trúng lớn. Đặt cả nha. Tôi nha. Tôi trúng rồi. Đã quá. Đặt vô đi. Đặt tiếp. Rồi, đặt đi. Trúng bên này. Đặt xỉu. Ăn bên này. Xỉu. Trúng bên này. Tôi nha. Ai ai nữa xỉu thua. Ăn bên này. Trúng bên này. Đặt vô. Anh làm việc ở đây có cực lắm hay không? Nếu so với mỏ lưu quỳnh thì đây đã rất nhiều. Vậy thì tốt. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của anh là gì. Tôi là Bà Nguyên. Tôi là Hà Hầu Nạp Lan. Hà Hầu Nạp Lan tiểu thư là con của Hà Hầu tướng quân thì ở đây ai cũng phải biết đến. Đặt vô. Phải rồi, cảm ơn cô kỳ trước đã giải dây cho tôi. Hả? Lần trước cô đã giải dây cho tôi. Ê, Nạp Lan à, anh mới vừa giết tụi nó không chịu một mạng, số tiền này trả lại cho em. Nè. Ui, heo nướng xong rồi, mình tới ăn. Uầy, đại công thần, lần này em đã làm nhiều công lao, còn ngồi đây làm gì? Đi ra nhảy nha. Thôi đi. Chỗ này chỉ có mình em là gái, em không nhảy ai nhảy chứ? Đi, ra nhảy, mau lên, đi. Uầy, tới đây. Ê, lần trước mình bắn cùng còn chưa phân thắng bại đó nha. Em muốn thi cách nào? Thời gian địa điểm do em chọn lấy. Anh nhất định tháp tụng mà. Được, vậy thì ngày mai sẽ ở trong giường này phân chia thắng bại, thế nào? Quyết định vậy, không gặp không tan. Không gặp không tan. Hy vọng lần này thiếu gia đánh bại Nạp Lan cô nương. Nếu không tôi này phải làm người cho huynh không biết bao lâu nữa. Cái miệng nói bậy không à. Hôm nay cho ngựa ăn. Hả? Đúng ra là bà Nguyên. Hồi nãy đi ngang qua trại nuôi lệ tôi đã thấy ảnh đi ra. Lần này nguy rồi. Nhất định là hắn trốn nữa. Vậy bây giờ làm sao? Hạ hầu tướng quân có nói rồi, nếu nô lệ tái phạm sẽ hạ tội thiếu gia đó. Thì là phiền phức. Để ta đi kiếm hắn. Các ngươi ở đây nha. Dạ. Cái chuyện này nhớ đừng cho Dũng biết. Dạ. Ê, Tôn Tận, anh đi đâu? Tôi đi kiếm Bàn Nguyên. Hắn trốn rồi, kỳ sau mới thi nha. Cái gì? Ta cũng đi.
Thiếu Tân. Đi mau. Đi. Đi. Đi mau. Đi mau. Đi. Đi đi. Coi kìa. Đi. Đi. Ở đây. Chà. Chà. Đi. 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 Ở đây. Mau. Đi. Anh làm gì vậy? Cách cải trang của mình như vậy không tiện. Phải thay quân phục của lính Yên. À. Cái gì? Em cũng phải thay áo. Nếu như em không thay đừng có hòng theo anh. Ui, em còn chưa thay. Anh đứng ở đây em làm sao thay? Vậy em đi chỗ khác. Ê, không được nhìn lén đó. Biết rồi. Đừng có nhìn lén nha. Biết rồi. Đàn bà thiệt là phiền phức. Nạp Lan. À, anh làm gì vậy? Quân Yên tới kìa, chạy mau. Tiểu cô nương, để coi thử cô chạy đi đâu. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Muốn làm cái này nè. À, cái cậu nghe thiệt là có phước đó nha. Có phước cùng hưởng mà. Nè, tặng cho các ngươi. Nè nè nè, khoan đã khoan đã. Để cho hai người kia trước. Nói, mày là ai? Mục đích tới đây làm gì? Để tôi nói. Tôi là nô lệ của Tề Quốc. Tôi đã lén chạy ra ngoài. Tôi không phải là thám tử của tụi nó. Nếu ông không có tin tôi thì ông hãy nhìn cái dấu nô lệ in trên người của tôi. Nô lệ mà sao dễ trốn như vậy? Người tính gạt ta à? Người có thể là thám tử của nước Tài phải tới đây. Giờ làm sao? Bọn chúng đông người quá, không có nên liều mạng. Ý, hay là bây giờ mình trở về bấm cáo lại với cha. Cha nhất định sẽ phái binh lính tới, có được không? Bộ em điên sao? Vì một tên nô lệ mà ổng cho quân tới à? Vậy bây giờ mình phải làm sao đây? Em nghĩ là hắn chịu đựng không nổi. Ừ, anh có cách. Anh đang nghĩ sợ cái gì chứ? Đi. Thank you.
Sao đi được không? Được. Vì tốt, tôi sợ phải cổng anh lắm. Mau, lên ngựa. Lên ngựa đi, mau lên. Dạ, dạ. Chạy mau. Bắt nó lại. Dạ. Đứng lại. Đứng theo lại. Đứng theo. Đứng theo mau. Đứng lại. Đứng theo lên. Dừng theo. Chào nha, chào nha. Hạ hầu tiểu thư, cảm ơn đã cứu tôi. Đừng khách sáo, nhưng mà sau này anh đừng có liều mạng làm những việc như vậy. Cô là con gái của hạ hầu tướng quân, cô đã không màng đến cô mà cứu cái tên nô lệ này. Tôi thì không biết làm sao mà cảm ơn cô. Cứu anh không phải chỉ có mình ta, mà còn có anh Tôn Tẩn nữa. Ngươi lại cứu ta một lần nữa, ta không biết nói gì hơn. Đừng nói nhiều nữa. Nhưng mà ngươi đừng quên, ta đã nhận lời cha của cổ, nếu như ngươi trốn đi, ta sẽ bị trừng phạt đó. Xin lỗi ngươi. Hey, đừng có nghiêm chỉnh nữa. Nè, nếu như mà lần sau ngươi trốn nữa đó hả, ta sẽ đưa ngươi đi khiêng đá đó. Hả? Quê. Ê, à, ta cảm thấy kỳ lạ. Một tên nô lệ mà lại có võ công cao vậy. Thì ra là người thường tới đây học lén hả? Tôi không muốn cuộc đời tôi sẽ là một người nô lệ. Có chí khí. Hay là gì? Ta dạy cho ngươi cỡ ngựa bắn cung. Ngày thường thì ta ít tập luyện lắm, nhưng mà dạy cho ngươi thì ta dư sức. Thôi không cần đâu. Cái sự hy vọng của tôi là làm cách nào để rửa sạch cái thân phận nô lệ của tôi. Cái đó khó lắm. Ở nước Tề này, nô lệ không có cơ hội trở mình đâu. Tôi tin tưởng rằng sự việc cho nơi người thôi. Đúng rồi. Nghe nói Quỳnh Lạ còn cháu đời thứ năm của Tông Võ có phải không? Thôi đi, đừng nhắc nữa. Nói ra chỉ đau lòng thôi. Nếu như không phải là vậy, thì cha của tôi đâu có lãnh nhảm hoài. Và tôi sẽ không bị tới cái chỗ này chịu cực. Tổ tiên của người được cung kính như thế, thì người phải lấy làm kiêu ngạo mới đúng chứ. Tôi thật sự hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy được Tôn Tử binh pháp. Thì ra là ngươi muốn biết Tôn Tử binh pháp có phải không? Đơn giản thôi, đâu phải là báo vật gì. Ta đọc cho ngươi nghe nha. Thiệt hả? Thiệt mà. Có thể học được bao nhiêu là phải coi ngươi đó. Thiện dụng binh giả, dịch bất tái tịch, lương bất tam tải, thủ dụng ưu quốc, thủ dụng ưu quốc, nhân lương ưu địch, cố quân khả túc giả, cố quân khả túc giả. Từ từ ha, đừng có gấp, con nhất định nên nhớ ra mà. Khi Tôn Tử dạy con đọc binh pháp Tôn Tử này, con đã rất là chuyên tâm. Con nhất định là không sai đâu. Quyền nhi, con đâu cần tốn hơi sức như vậy chứ. Con có đem Tôn Tử binh pháp mà học thuộc lòng đi nữa, thì chúng ta cũng bị nhốt ở trong này mà thôi. Được lợi ích gì chứ? Người ta nghĩ đây chỉ là thằng ngốc thôi. Nghe lời khuyên của mọi người đi, có được không? Quỳnh đã nói đủ chưa? Bắt đầu từ 5 tuổi, tôi đã phải ở trong trại nô lệ này. Tôi đã ở suốt 20 năm rồi. Không lẽ mấy người không muốn rời khỏi nơi này hay sao? Chỉ cần có một chút hy vọng, tôi cũng không bỏ qua. Đại há tiểu há, ai mang cái này tới? Tôi không biết. Không biết? Có ai biết cái thùng nước này ai mang tới không? Không biết, không biết. Là ta. Ta biết. Lần trước người và bằng quyền đi thi mà người đã thua rồi. Lần này để ta làm chứng cho hai người nha, cho người một cơ hội để phục thù. Cái gì? Hạ hầu tiểu thư, tôi không muốn thi. Đừng nói nhiều. Sao hả? Thua một lần, sợ thua thêm lần nữa hả? Sợ mất mặt với mọi người à? Tôi phát hiện cô thích gây sự đó nha. Tôi cũng muốn thi lại một lần nữa với bàn quyền. Nếu là như vậy, thi ngay bây giờ nha. Được, quyết định như vậy. Bàn quyền, ta sẽ ủng hộ người. Người nhất định cho hắn một bài học.
Hạ hầu tiểu thư, nếu cô muốn tôi nghe lời của cô nhưng không biết là thua hay thắng, nhưng tôi hy vọng rằng cô hãy nhận với tôi một điều kiện. Ê, có gì lắm nữa rồi mới nói đi. Trước tiên là người phải thắng hắn. Tiểu thư gia, yên tâm, yên tâm. Thật ra tao còn muốn nhìn thấy cái tướng của hắn, hắn chỉ là kiêu ngạo. Được. Nè, các người hãy cổ võ ta. Nếu như hôm nay ta thắng thì tất cả được thưởng. Tôn tướng quân ta thắng. Nè thiếu gia, lỡ như lần này thiếu gia bị thua có hành hạ chúng tôi nữa không hả? Đúng đó, lần trước anh bắt ngâm một đêm nước, ngâm tới cái đầu muốn bệnh luôn à. Cái miệng của hai đứa bay á, ta sắp sửa thi rồi còn nói tầm bậy tầm bạ nữa, bộ không sợ ta phạt sao? Tại tôi ăn gian thôi, bàn quyên thắng thì đúng hơn. Nè, thực ra tôi không muốn thi với người đâu. Tôi chỉ cần Hạ hầu tiểu thư nhận lời cho tôi một sự yêu cầu. Tao không thể giúp người thoát khỏi thân phận nô lệ. Nếu tao chịu thì chưa chắc gì cha của tao sẽ chịu. Cô yên tâm đi, tôi không phải yêu cầu cô làm chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn cô dạy tôi cởi người bắn cung và tập võ. Ta dạy thì ngươi không chịu học, cổ dạy thì ngươi chịu. Quỳnh đã nói rằng Quỳnh đã lười tập, tôi không có thể bái một sư phụ lười biếng như Quỳnh. Ngươi? Thôi được rồi, vậy thì ta sẽ đem hết tất cả những gì ta biết, ta sẽ dạy lại cho ngươi. Nhưng mà bằng mọi cách ngươi phải đánh bại hắn cho ta. Cảm ơn. Ta mà sợ hai người sao? Người thấy sao? Bây giờ tôi mới cảm nhận được, không có dây xiềng trên tay và dưới chân, thiệt là nhẹ nhàng và được tự do quá. Ê, tuy ta và Tôn Tẩn là bạn thân của ngươi, nhưng mà khi ngươi về lại trại tù nô lệ, ngươi cũng phải đeo những cái thứ này. Cô an tâm đi, tôi sẽ không làm khó lòng cô đâu. Thôi chúng ta đi. Đi. Bên trái, bên phải, để lại chỗ cũ.
Kỳ trước bắn cung chưa phân thắng bại, kỳ này nhất định phân thắng bại. Người muốn thì với ta cũng được, nhưng mà người phải thắng đệ tử của ta trước rồi mới nói. Cái gì? Anh đã học hết những việc của ta rồi, người không phải sợ anh chứ? Ta sợ hắn? Buồn cười. Nếu thua thì giả giọng chó kêu. Nếu như em thua cũng vậy. Thắng thắng trước rồi mới nói. Ta là tiền bối, nhường cho người bắn trước. Thôi được, để tôi chuẩn bị trước. Ừ. Người đừng có lo, người cứ nghĩ như lúc luyện tập là được rồi. Chỉ là người để cho bằng quyền bắt trước. Anh ăn gian đó, nhưng mà em đã thua thì phải giả giọng chó sủa. Anh đừng có hồng. Định trốn nợ hả? Có tin là anh bắt em chạy lên cây không? Bắt được rồi mới nói. Để coi em chạy được tới đâu. Là hùng vĩ quá, đẹp thiệt. Nạp Lan, có chuyện gì? Tôi biết là cô thích ăn táo, cho nên đã phái người đem táo tới cho cô. Cô coi nè. Thiệt là người tặng cho ta? Đương nhiên. Ê, tất cả ngừng tay, qua đây ăn táo đi. Mau lên, qua đây ăn táo. Các người phải cảm ơn Châu tướng quân đi nhờ. Nhà của người à, cảm ơn. Cảm ơn Châu tướng quân đi. Thế nào, sao người không kêu thú hạ của người phân phát cho người ta đi? Nghe chưa, phát cho họ đi. Nè Nạp Lan, tôi thật không hiểu tại sao cô lại tốt với bọn nô lệ này như vậy. Nô lệ cũng là người, tuy là người ta đã xuất thân từ bại quốc, nhưng mà bây giờ mấy người họ đã thuộc về tây quốc của chúng ta. Hơn nữa hàng ngày họ đã làm việc một cách rất là cực khổ, sao chúng ta lại không đối xử tốt với họ? Nô lệ thì vẫn là nô lệ, đâu có gì phân biệt chứ. Ta nghĩ nếu người có thời gian, người nghe những lời giảng của cụ mẫu ta, để được biết thế nào là thiên hạ nhân gian, để sống bình đẳng với mọi người, thế nào là nhân loại đại đồng. Ê, tôi hiểu rồi. Có phải cô còn để trong bụng cái chuyện lần trước tôi phạt bằng quyền hay không? Làm người thì không thể nhỏ mọn giống như người. Việc đã qua rồi mà vẫn còn để trong lòng. Cụ mẫu. Nạp Lan. Cụ mẫu. Xin chào. Tôi không làm phiền các người nữa. Tôi còn phải đi tuần. Tôi đi trước nha. Nạp Lan, lại theo chọc ghẹo cho tướng quân nữa hả? Con đâu có thèm để ý tới hắn. Nếu như năm đó mẹ của con không bị bệnh mà qua đời sớm, và cha của con lại giữ binh trấn này, thì gia đình của con sẽ sống được hạnh phúc an lạc. Tuy là mẹ của con đã qua đời sớm, nhưng mà con vẫn còn có cha với lại cụ mẫu, sự thương yêu như là biển cả. Cha con thường hay ở trước mặt cô trách móc, tại vì ông ta mà bắt con phải sống ở trong trại quân này. Để con cứ sống chung với các tên vũ phu này đã làm cản trở sự hôn nhân của con. Cha thiệt là nghĩ những chuyện gì đâu không hả? Nạp Lan thật sự chưa có muốn lập gia đình đâu. Hơn nữa, Nạp Lan đã có lời nguyện rằng muốn chăm sóc cho cha cả cuộc đời, và muốn ở bên cạnh của cụ mẫu mang phước về cho mọi người. Khờ quá. Đi theo con đường của ta là phải sống cô độc suốt cả một đời. Ta đây tuổi đã lớn rồi, những việc đó không đáng cho ta phải nghĩ tới. Nhưng mà con còn trẻ, ta nghĩ rằng có một ngày nào đó con sẽ không chịu được. Vậy cũng được, nhưng mà con xin cụ mẫu đừng có ở trước mặt của cha nhắc tới chuyện hôn nhân của con. Vì Nạp Lan còn muốn ở lại đây nhiều hơn nữa để nghe cụ mẫu nói chuyện đạo nghĩa. Khờ quá, không còn biện pháp nào đối với con. Cô
sát địch giả, nộ giả. Thủ địch giả, chi quá giả. Cô phòng Ê, chiến đắc ta nói phòng. Là người đừng có giống như là con rùi vậy, tối ngày cứ đọc bên tai không có chịu ngừng. Bà Nguyên, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không sao cả. Hồi nãy tôi không cẩn thận bị té xuống núi mà thôi. Sao chứ? Ngươi làm gì đó? Không liên quan tới ngươi. Hắn do ta quản lý, đương nhiên có liên hệ tới ta. Chào của ta không có cho người đánh bậy người ta. Nạp Lan, cô đừng cứ vì bọn họ mà nói láo. Ở nơi này ai là người xấu thì ta biết rõ nhất. Tiểu tử, ngươi nhớ phải coi chừng đó. Sẽ có một ngày ngươi chết dưới tay ta. Đi. Ngươi không sao chứ? Không sao. Hôm qua tôi phát hiện là có gì không đúng rồi. Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Cô nói ra cũng không làm được gì cả. Chúng tôi là thân phận người nô lệ thì tất nhiên phải bị người ta hiếp đáp. Làm nô lệ không phải là người hay sao? Là hắn cố ý muốn gây sự với người thôi. Tòa phải đem chuyện này thưa lại với cha của tòa. Cô ấy không muốn dở trò gì. Nhờ, thôi khỏi đi. Chuyện nhỏ nhặt này tôi gánh chịu được mà. Nếu như có muốn trách thì cứ trách ông trời không công bằng với tôi.